Xin chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chuỗi podcast về chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các bạn trẻ vị thành niên. Ở tập 6 của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về cách để có thể thoát ra khỏi một mối quan hệ độc hại. Nhưng quan trọng hơn hết, có phải là lúc nào cái việc chạy trốn, thoát ra hay tránh né một mối quan hệ sẽ là cách duy nhất chúng ta có thể lựa chọn hay không? Hãy cùng thảo luận và tìm hiểu trong podcast sau đây nhé. Nếu vậy thì khi mà mình phát hiện ra, ví dụ đứa trẻ đi, và bạn phát hiện ra mình đang ở trong cái mối quan hệ độc hại thì bạn có thể làm gì với tình huống? Thứ nhất là mình đồng ý là đầu tiên là mình cần thử tìm cách để mà mình có thể thay đổi cái mối quan hệ đó. Không phải là mình thấy cái bất ổn là mình bỏ, mình vứt bỏ, đúng không? Tại vì có rất nhiều những mối quan hệ mình không thể vứt bỏ được, không thể rời bỏ được. Ví dụ mối quan hệ gia đình, mình không thể thấy bất ổn trong gia đình xách ba lô đi. Thế thì mình điều chỉnh, và tất nhiên sẽ rất khó cho một cái người ở vị trí yếu thế mà có thể điều chỉnh được người khác. Mình không thể điều chỉnh, mình không thể bảo là như thế bố mẹ như thế là không được, bố mẹ cần thay đổi. Và hoặc là ở trong một mối quan hệ bạn bè, bạn như thế là không được, bạn cần thay đổi. Đôi lúc người ta không chấp nhận điều đó vì người ta không thấy có vấn đề. Thế thì bản thân mình sẽ cố gắng điều chỉnh bằng cách, thứ nhất, nói ra cái cảm xúc, cái suy nghĩ của bản thân mình về cái mối quan hệ đó, và biết cách thể hiện cái nhu cầu của mình. Tất nhiên cái xem xét nhu cầu này, mình cũng không đặt cái nhu cầu của mình lên cao quá. Mình sẽ đặt nhu cầu, mình cũng xem xét cái nhu cầu của người khác nữa. Bố mẹ thì có nhu cầu là được kiểm soát, được chăm sóc, được yêu thương. Bản thân con thì cái nhu cầu là bung ra tự do, tự lập, muốn được tự làm mọi thứ. Thế nhưng mình cũng cân bằng cái nhu cầu. Và một cái kỹ thuật mình hay hướng dẫn cho khách hàng ấy, đặc biệt là các bạn trẻ, là hãy giao tiếp dựa trên sự thấu cảm. Nó có mấy bước thôi, 4 bước cơ bản. Một là mình sẽ cố gắng lắng nghe, quan sát. Thứ hai là mình cũng sẽ cố gắng hiểu cái cảm xúc của cái người đối diện và hiểu cảm xúc của mình. Thứ ba là cũng hiểu nhu cầu của người đối diện và hiểu nhu cầu của mình. Và bước thứ 4 là mình đưa ra cái đề nghị nào đó một cách rất là rõ ràng để đáp ứng nhu cầu của cái người đối diện của mình và bản thân mình. Ví dụ mình muốn đi chơi, mình muốn ra ngoài chơi, nhưng bố mẹ lại không muốn cho mình đi vì sợ lại đi chơi rồi lại về muộn lại nguy hiểm chẳng hạn. Thì mình cố gắng hiểu được rằng là cảm xúc của bố mẹ là cũng lo lắng, nhu cầu của bố mẹ là mình ở nhà, nhưng cảm xúc của mình là cũng là mình rất là hứng khởi bởi cái cuộc đi chơi đó, và mình cũng nhu cầu của mình là muốn đi chơi. Thế thì đề nghị sẽ đưa ra, mình gợi ý như thế này. Cách nói: con hiểu bố mẹ rất là lo lắng cho con, và bố mẹ muốn con ở nhà. Thế nhưng con cũng thấy rằng là cái việc con cũng thích được giao lưu với các bạn, có một cái buổi tiệc nào đó, và con muốn được đi. Thế thì con thế này, hay là con đề nghị thế này, con cũng sẽ đi thôi. Con sẽ đi, bố mẹ cho phép con đi đến một khoảng thời gian nào đó, ví dụ con đi đến 9 giờ con về, con 10 giờ con về. Và nếu bố mẹ lo lắng thì con có thể chụp ảnh nhắn tin để cho bố mẹ biết rằng là con an toàn. Thì em nghĩ là cái ý quan trọng ở đây đó chính là giao tiếp thấu cảm. Tức là đôi khi một cái mối quan hệ nó độc hại một cách vô tình, vô ý thôi. Không biết được rằng là cái hành động và cái ứng xử như vậy sẽ làm tổn thương và là mất cân bằng mối quan hệ và không có bền vững mối quan hệ, nên họ một cách vô thức họ làm điều đó. Nên nếu mà mình có cái cơ hội để mình trình bày cái nhu cầu này, và hiểu cho cái nhu cầu của hai bên và có thể cân bằng được hai cái vế này, thì lúc đó mối quan hệ nó sẽ lành mạnh trở lại. Đúng. Đôi khi những cái mâu thuẫn ở trong gia đình nó sẽ đến từ việc là mình thiếu cái kỹ năng để giao tiếp. Cái đúng. Và khi các bạn trẻ đến và được hướng dẫn về kỹ năng giao tiếp đó thì rất là nhiều bạn đã cải thiện được mối quan hệ. Đúng. Thì em nghĩ là cái cách này nó rất là phù hợp, tại vì nó không phải là mình đổ lỗi cho một phía nào cả. Đôi khi là do bố mẹ vô ý, đôi khi là con cái cũng chưa biết cách để có thể nói yêu cầu hoặc là giao tiếp một cách đúng. Và bản thân con cái cũng sẽ có những cái lúc yêu cầu quá đáng với bố mẹ của họ. Nên là ra là em nghĩ giao tiếp rất là một cái cách để mình có thể ở cân bằng lại và giúp cho mối quan hệ nó trở nên lành mạnh, có ích cho cả hai phía và cần nỗ lực từ cả hai phía. Nhưng mà em có thể đặt trường hợp là sẽ có những mối quan hệ mà
thực sự họ cố tình kiểm soát, cố tình đè nén, cố tình áp đặt quyền lực lên cái người còn lại để họ lợi dụng, để họ đạt được cái mục đích, cái nhu cầu của mình và không cần phải quan tâm tới nhu cầu của mình. Và cũng nhiều bạn trẻ nói với em là em chắc em bỏ cuộc thôi bác sĩ, tại vì em cố gắng nói chuyện là rồi không được. Vậy thì điều em muốn hỏi là trong những cái trường hợp như vậy mình đã cố gắng điều chỉnh rồi mà vẫn chưa được thì sẽ nên làm gì tiếp theo? Một cái thực tế rất rõ ràng là mình rất khó thay đổi người khác. Mình đã cố gắng, mình đã làm những cái gì mình nghĩ là có thể, nhưng cuối cùng thì vấn đề nó vẫn tồn tại. Bởi vì người kia họ vẫn thế, mình vẫn phải ở trong mối quan hệ đó, và mọi thứ nó dường như là rất khó để thay đổi. Thì lúc này có lẽ là một cái chiến lược quan trọng tiếp theo là mình có thể nhờ sự trợ giúp của những người khác. Người khác ở đây có thể là bất kể ai mà mình thấy rằng là họ cũng có những cái khả năng nhất định để tác động vào cái người kia. Ví dụ như là các bạn trẻ đến một lúc nào đó thấy rất bất ổn thì thường thường tìm đến chúng ta, đúng không? Thì đấy là một cái nguồn trợ giúp. Hoặc các bạn trẻ thấy bất ổn thì có thể tìm kiếm những thành viên khác ở trong gia đình mà cũng có những cái ảnh hưởng nhất định. Hoặc ở trong mối quan hệ bạn bè cũng thế, thì mình có thể trao đổi với một người bạn nào đó mà có ít nhất là có cái vị thế, nó không bị chênh lệch. Tóm lại cái chiến lược ở đây là tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài để tác động vào cái người kia. Đó là mối quan hệ trong gia đình, còn đối với tình yêu thì sao? Tại vì các bạn trẻ ở tuổi vị thành niên cũng bắt đầu có cái chuyện tình rồi, và đôi khi cái người mà bạn đang quen họ cũng sẽ có những cái mô thức độc lập. Và khi nhận ra điều đó thì có những bạn rất là đau khổ vật vã, tại bỏ thì vương, bỏ thì thương mà vương thì tội. Và cứ nhiều lần chia tay rồi quay lại, chia tay quay lại và cứ dằn vặt lẫn nhau trong mối quan hệ đó. Vậy thì anh có gợi ý gì trong trường hợp như vậy? Điều này khá phổ biến và anh cũng có công thức như thế này. Công thức thứ nhất là về mặt tư tưởng, thứ hai là về mặt hành động. Nó cũng là có lẽ là bước tiếp theo ở trong câu chuyện là giải quyết mối quan hệ độc hại, đó là mình cần phải thoát ra. Cái thoát ra này không có nghĩa là thoát ra vĩnh viễn, là mình nghỉ tạm một thời gian. Cái kỹ thuật ở đây là time out. Khoảng tạm dừng. Đúng. Để cho lúc này mình cũng hy vọng là cả hai bên cũng đều xem xét lại bản thân mình và thấy rằng là có lẽ là nó bất ổn. Mình phải chủ động, mình phải mạnh mẽ để bước ra khỏi một cái mối quan hệ này trong một khoảng thời gian. Và tại sao lại là thương, tại sao lại là tội? Bởi vì mình yêu mà, mình quan tâm mà. Nhưng hãy nhớ một điều rằng là tình yêu nó vẫn còn đó, nó không mất đi đâu cả. Mình chỉ đang tạm nghỉ thôi. Đừng nghĩ rằng là thôi break cái là forever, là mãi mãi. Mình chỉ đơn giản nghĩ rằng là mình nên nghỉ tạm một thời gian để chăm sóc cho bản thân mình tốt đã, để cho người kia cũng chăm sóc cho bản thân họ, hoặc họ tự hiểu ra vấn đề mà nó chỉ là tạm thời thôi. Và nếu như kết quả nó là giải quyết xong và mình chia tay nhau hoàn toàn thì nó cũng là một cái tốt. Nhưng ban đầu không nghĩ thế, chỉ cần nghĩ rằng là khi mình vẫn đang còn tình cảm, mình đang ở trong mối quan hệ rất là thân thiết, mình đang rất hứng khởi, nhưng chẳng qua nó có vấn đề thì mình tự nhiên đột ngột cái thì mình mất, và mình lo sợ rằng tương lai mình sẽ không có. Nhưng mình chỉ cần nói với bản thân mình rằng là một thời gian thôi, từ từ, nó không phải là một cái kết cục gì đó vĩnh viễn đâu, đang tạm thời. Mình thấy cái cách này khá là hay, tại nó có hai cái lợi ích. Một, nó là sẽ cho mình cái cảm giác yên tâm và giảm đi cái cảm giác mất mát về cái chuyện cái thứ gì đó nó sẽ mãi mãi dừng lại ra đi, không còn kỷ niệm đẹp nữa, rồi dành bao nhiêu thời gian cho nhau, rồi những cái nhu cầu, cái thói quen, sáng mở mắt ra không có tin nhắn người đó như thế nào, mọi thứ nó rất là kinh khủng nếu mà tưởng tượng. Đúng. Nhưng mà nếu nó là khoảng tạm dừng khoảng nghỉ thì người ta sẽ dễ chấp nhận. Và trong cái khoảng nghỉ này em nghĩ cái quan trọng là nó sẽ cho cả hai thời gian để phải nhìn nhận bản thân cơ. Chứ tự nhiên mình nghĩ hai tuần lễ xong rồi sau đó hai người cũng y chang rồi lại cãi lộn với nhau, rồi lại làm đau nhau, rồi lại đưa nhau đi xuống thì nó không phải là cái mục đích. Cái mục đích là trong khoảng thời gian nghỉ đó mình sẽ cần nhìn nhận là nhu cầu người kia, nhu cầu của mình làm sao khi cả hai quay lại có thể hòa hợp, match được hai nhu cầu này với nhau. Nhưng có một tình huống có thể xảy ra như thế này là cái người kia kìa, họ điên cuồng tìm mọi cách để níu kéo, thậm chí là tìm mọi cách bạo lực rồi tấn công về mặt tinh thần, dọa. Vậy thì câu hỏi cũng đặt ra là vậy thì làm thế nào trong trường hợp này? Cái này rất khó đúng không?
mình dù sao cũng có mối quan hệ với nhau, và mình người kia đặt mình ở một trạng thái kiểu như mình đang đi trên vỏ trứng, rất là mình mà bước mạnh một cái, mình bước ra đi một cái là có thể cả cái rổ trứng nó vỡ, mình phải làm thế nào? Em rời xa anh là anh chết liền. Đúng. Thì cũng tương tự thôi, quay lại cái chiến lược như mình nói với tự bản thân mình, cũng nói với họ rằng là cái chuyện rời xa này nó không phải là vĩnh viễn, mà mình đang tạm thời tạm nghỉ một chút. Mình thấy rằng người đấy cũng cần chăm sóc bản thân của họ, cần suy nghĩ lại, mình cũng cần. Mình đừng cho họ cái cảm giác là thế là mọi thứ tan vỡ hết rồi, mà mình cho họ cái cảm giác rằng là mọi thứ đang dừng lại một chút để mà chúng ta có thể nó trở nên tốt, để nó tốt hơn, chứ không phải là mình đang rời bỏ họ một cách hoàn toàn vĩnh viễn. Họ sẽ lo sợ điều đó. Và tất nhiên nếu mà không được, họ vẫn điên cuồng tìm kiếm, họ vẫn điên cuồng tạo ra cái áp lực cho mình, thì mình lại phải nhờ sự trợ giúp của người khác thôi. Và ngay cả trong những cái trường hợp mà nó mang tính nghiêm trọng, nguy hiểm về mặt thể chất, về tinh thần, chẳng hạn như là cái người đó họ dọa dọa tấn công, họ dọa xúc phạm vân vân, thì lại càng cần có cái sự can thiệp và hỗ trợ cứng rắn từ những cái người quan trọng hơn, ví dụ như là nhà trường, ví dụ như là phụ huynh của cả hai bên, thậm chí là những cái cơ quan chức năng nữa. Mình cũng hiểu rằng là khi mà mình đang ở trong một mối quan hệ, mình không muốn gây tổn hại cho người khác, nhưng mình cũng phải bảo vệ an toàn cho bản thân mình. Bởi vì người khác đang tấn công đe dọa như thế thì rõ ràng là trường hợp đấy càng cần phải dừng cái mối quan hệ đấy lại. Nếu không thì mình sẽ lại tiếp tục ở trong cái vòng xoáy, mình bị kiểm soát, mình bị thao túng. Và cái cách họ vẫn dùng tình cảm đấy, dùng cái họ nói rằng họ yêu thương để mà thao túng mình, để níu kéo mình, và cuối cùng để đạt được mục đích của họ thôi. Nên là phải rất là cương quyết, mạnh mẽ. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Như vậy, trong tập 6 chúng ta đã cùng thảo luận với chuyên gia tâm lý Nguyễn Đức Nam về cách có thể điều chỉnh mối quan hệ độc hại. Và nếu trong trường hợp chúng ta không thể điều chỉnh dù đã có sự cố gắng từ cả hai phía, thì làm sao để chấm dứt và thoát ra một cách phù hợp cũng đã được trình bày và thảo luận. Chúng tôi mong rằng podcast này đã cung cấp những kiến thức hữu ích. Nếu quý vị còn có những thắc mắc và muốn chia sẻ về trường hợp kinh nghiệm cá nhân của mình, thì xin đừng ngần ngại hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Và nếu có thể, xin quý vị hãy giúp chúng tôi like, share, subscribe để những thông tin của chương trình có thể đến được với nhiều đối tượng đang cần đến nó hơn. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều.